hoàng thượng của các ngươi đây. Ai, ai muốn nhận cái thi thể đáng thương này là hoàng thượng của mình? Thuận thì sống, chống thì chết. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngai vàng là của ta. Ôi, ngai vàng của ta. Ngươi còn sống à? Kẻ tiểu đức không thể ngồi lên ngôi báo. Khốn kiếp. Ta được chết trong tay bạn. Bệ hạ âm lòng. Bệ hạ, nhớ cần phải sống giữ nước là quan trọng. Bệ hạ, tại sao lại như vậy? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Công quận, tại sao trước đây mi không chịu theo phò ta? Từ trước đến nay, công quận tôi chỉ nghiêng mình trước tài năng, cúi đầu trước lòng nhân ái. Mi không sợ chết à? Chết sớm hay muộn thì cũng phải chết. Điều đó có quan trọng gì? Điều quan trọng là sống như thế nào để không phải thẹn một kiếp người. Phạm thượng, quân đô, quân tiễn. Hoàng đã, bệ hạ cần phải giết chết Lý Công Quận để giết trừ hậu quả về sau. Cứ để cho hắn sống, xem hắn sẽ làm gì được ta. Long Việt chết rồi, lúc này ta rất cần những nhân tài đã từng theo phò tiền đế. Tha cho hắn, cho phục chức, để hắn nhìn thấy ta sẽ cai trị thần dân như thế nào. Ngoài kia là bóng đêm, liệu ngươi có mang được xác Long Việt ra khỏi hoàng thành không? Lý tướng quân, người hãy theo tôi. Nàng ta là ai? Bệ hạ không cần biết nàng ta là ai, cung tiễn đã sẵn sàng. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh thì bọn chúng sẽ bị loạn tiễn xuyên tâm tức khắc. Quân bay! Giết hắn chết, ai sẽ giữ nước cho ta? Khoan giết hắn để tránh rung động lòng dân. Nếu sau này hắn đem lòng tạo phản, giết đi cũng không. Mở cổng thành cho họ đi. Hoàng thượng tha cho ngươi, nhưng ta thì không đâu. Mở cổng thành, hồi cung. Chúng ta mau rời khỏi hoàng cung ngay.
Sư huynh, nửa đêm sư huynh đến chùa chắc có chuyện gì hệ trọng. Nguyệt nương đó phải không? Dạ phải. Hiện nàng rơi vào hoàn cảnh rất đáng thương, xin thầy cho nàng tạm lánh nạn ở cửa chùa. Cha chỉ là một lương y, dân trong thành Đại La ví ông như qua đà tái thế, suốt đời chỉ biết cứu người, vì sao phải lâm nạn? Bạch thầy, sau khi từ biên cương theo Lý tướng quân về kinh thành, cha con chúng con trở về Đại La, hành nghề y cứu giúp mọi người. Một hôm con vào vườn hái thuốc, phát hiện một con hươu không biết từ đâu nằm chết ở trong vườn nhà con. Cả nhà con phải bị chết quan, quan quân giết sạch không chừa một ai. Con bị truy sát trên bước đường, nhờ Lý tướng quân cứu thoát nguy nan. Trời ơi, bao năm chỉ theo sư huynh Nam Chinh bắc chiến, mới về thành Đại La chưa bao lâu lại xảy ra chuyện rồi. Sư phụ ơi, mình phải tìm cách cứu chị ấy. Những năm tháng ở biên cương thay phơi máu đổ, dịch tả hoành hành, nếu không có cha con của nàng thì cả doanh trại e rằng không còn ai sống sót để bảo vệ biên cương. Nay gia đình nàng bị án quan, con không thể làm ngơ. Tiểu Tâm. Dạ. Mau đưa Nguyệt nương vào trong cải trang làm chú tiểu để qua mắt quan quân nha. Dạ. Chị, mau theo em. Công quận. Dạ. Đại La đang xảy ra chuyện gì? Sư phụ có từng nghe nói, ở rừng Mai Lâm thuộc thành Đại La có một đàn hươu không? Ta có nghe nói về đàn hươu này, nhưng bên cạnh đàn hươu có một đàn sói. Để bảo vệ đàn hươu, nhà vua ra lệnh phải tiêu diệt đàn sói. Chi phủ Đại La cùng dân chúng trong thành đã tìm mọi cách giết chết chúng đi. Một thời gian sau đàn sói không còn, người dân Đại La vui mừng chờ đợi, chờ đàn hươu sinh sản thêm nhiều. Nhưng thật quái quăm không biết lý do gì, đàn hươu ngày càng kiệt quệ chết dần đi. Ở Hoa Lư nhà vua nổi giận, cho người đến Đại La tìm hiểu sự tình. Sau một thời gian không tìm ra lý do gì, vậy là dân lành phải chịu cảnh đầu rơi. Có lẽ là do tiết trời quá nóng nên đàn hươu không thể sinh tồn. Nhưng sao triều đình lại quá vô tâm, chỉ vì đàn hươu mà giết hại dân lành. Loài hươu ấy vua xem như báo vật, xâm nhung của chúng là vật công cho triều đình. Nhà vua cần nó để trị bệnh cho mình, nên bao tội tình trút xuống đầu dân. Nam mô A Di Đà Phật. Tại sao vua lại gây điều oan nghiệt? Sao vua quên câu lý dân làm gốc, gieo lắm tội tình gặt oan nghiệt về sao? Cùng lúc ấy con dân lĩnh triều đình về làm khấm sai ở thành Đại La. Người dân lâm cảnh quan tình, con không thể đứng nhìn thấy sự đau điên. Con hiện là một điện tiền chỉ huy sứ, sao vua lại cử con làm khâm sai ở Đại La? Thưa sư phụ, lần này con đến đây là mong tìm được cách để giúp dân thành Đại La thoát khỏi quả sát thân và giải oan cho cả nhà của Dương Thần Y. Ta luôn có niềm tin về con. Con hãy đi ngay đi, để cứu mạng sống của những người dân vô tội. Lý tướng quân, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, xin người hãy bảo trọng. Nguyệt nương, nàng hãy tin vào ta. Nhưng Nguyệt nương linh cảm sẽ không còn cơ hội để gặp lại người. Xin nàng đừng lo lắng,
sư phụ sẽ có cách giúp nàng thoát khỏi nguy nan. Nguyệt Nương luôn thấy mình có lỗi, đã làm liên lụy đến Lý Tướng Quân. Nàng đã quên rồi sao? Nàng đã từng hiên ngang tay cầm ngọn đuốc dẫn đường cho ta thoát khỏi cung quan. Trước hàng vạn cung tên hiểm nguy cận kề, nhưng lòng tùng nào nung vì muốn dân ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy. Lần này chàng đi Nguyệt Nương thấy lòng bất an, sợ ngày mai chúng mình đôi đường chàng quá từ tâm nên sẽ gặp lắm điều hiểm qua. Chàng có thấy không, muôn dân đang lầm lũi đi trong bóng tối, cần một ánh dương soi sáng đêm trường. Dân sao chàng mãi nhún nhường, hãy vì quê hương vì hàng vạn sinh linh đồ thân, họ đang chờ chàng làm một cuộc đổi thay. Không, công quận ta từng là đệ tử của Phật môn, không thể cướp của người khi người đang yêu thế. Đất nước giang sang không phải của riêng một dòng họ, mà là của chung của tất cả muôn người. Ta hiểu nàng đang thay lời muôn dân, tìm ánh dương soi sáng trong đêm trường. Còn ta không muốn mình làm một tội nhân, ngàn kiếp nhớ danh làm tên cướp đoạt. Xin nàng hiểu dân đội tìm bắt tội phạm, làm sao đây hả sư phụ? Công quận, con hãy mau rời khỏi nơi này. Sư phụ, còn Nguyệt Nương? Ta đã có cách, con hãy an tâm. Chàng hãy mau rời khỏi nơi đây ngay Nguyệt đi Nương, chàng. Nàng hãy tin ta, ta sẽ trở lại đón nàng. Tiểu Tâm. Dạ.
con hãy bình tĩnh lại. Con mau lấy chổi quét lá sân chùa như mọi ngày. Còn Nguyệt Nương, dạ, con cứ bình tĩnh vào vo gạo thổi cơm. Tiểu Tâm, Tiểu Tâm. Dạ sư phụ. Con run như vậy sẽ làm hại Nguyệt Nương mất thôi. Tại sư phụ gọi con bằng Tiểu Tâm nên con mới nhát vậy đó. Muốn ta gọi bằng Đại Tâm thì phải trưởng thành lên chứ. Vương Đâu. Dạ. Lục Phúc Hồ thăm đây cho ta. Dạ. Mô Phật. Nơi đây là cửa chùa, xin nể mặt Đức Phật đừng gây điều bão ngược. Xin lỗi đại sư, nhưng đây là lệnh của triều đình. Dạ bẩm đại quan, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không phát hiện thêm gì, chỉ có chú tiểu này đang ngồi vo gạo. Nơi đây có nhiều dấu chân, đại sư trả lời như thế nào đây? Thưa ngài, cửa chùa rộng mở, nào cấm được bá tánh thập phương. Tụi bay nhìn xem, chú tiểu này có gương mặt sáng láng. Lột áo nó ra. Dừng tay. Sư phụ. Mô Phật, xin đừng làm ô uế cửa chùa. Đại sư, ta biết ngài là một vị cố vấn của triều đình, lui về ở ẩn, nhưng thời đó đã qua lâu rồi. Mô Phật, bần tăng có một thỉnh cầu, xin đừng gây điều ác nơi đây. Muốn vậy ngài sẽ ngăn cản nó xảy ra như thế nào đây? Mô Phật, chùa nghèo quá, tôi không biết làm thế nào để ngài thuận ý. Ta nghe nói nhà chùa có một món Phật bảo đúng không? Tiểu Tâm con. Dạ. Mang tượng Phật bằng ngọc bích ra đây cho thầy. Nhưng thưa thầy, bức tượng đó thầy rất là quý. Con người mới quý hơn hết thầy, hãy nghe lời thầy. Dạ. Đúng là phong thái của một vị nguyên quan triều đình. Đẹp. Đẹp quá. Ta nhắc lại cho các ngươi nhớ, luật pháp đã ghi rõ ràng, ăn cắp phải chặt tay, hối lộ là phải chặt đầu. Cho nên chuyện này không được cho ai biết. Nơi đây không có tội phạm, đi thôi. Thời buổi ai có quyền cậy quyền, có công cậy công, có của cũng cậy của luôn. Nhà chùa mà cũng không có được yên thân. Hình như có người đến, hai con hãy vào trong đi. Đại sư, thời gian cấp bách lắm rồi. A-di-đà-phật. Đại sư có biết chuyện Lý Tướng Quân đã đến Đại La chưa? Lão Tăng vừa biết chuyện này. Đây chính là cái bẫy mà Hôn Quân cố tình nhắm vào Lý Tướng Quân. Chỉ còn một cách, phế Hôn Quân. Mô Phật, nếu lấy được thiên hạ mà khiến sinh linh đồ thán thì điều đó không nên làm. Nếu được gian sang mà mang tiếng cướp ngôi, tiếng nhơ ngàn đời thì càng không nên phạm. Công Quẩn xuất thân từ nhà Phật, ta nghĩ nên để Công Quẩn có những thu xếp cho bản thân, khiến người đời sau nể phục. Người hãy tin vào ta. Bánh xe luân hồi không bao giờ ngừng quay, cứ để nó đi theo đúng quy luật của nó. Sư phụ, sư phụ ơi. Sư phụ, có triều đình lại đến nữa rồi sư phụ. Đại sư, đây là thời cơ. Bây giờ chúng ta đánh tan bọn lính của Công Công, giết chết hắn rồi kéo quân về thẳng Hoa Lư. Chúng ta thay trời hành đạo thôi. Dạ.
Nguyệt Nương cũng sinh ra sức chống bạo hoàng. Đúng. Đại nhân, giết chết công công không phải là thượng sách, sẽ có một công công khác thay hắn ngay lập tức mà thôi. Quân đâu? Đó, bảo vệ ngôi chùa này đợi lệnh ta. Đó. Tiểu Tâm con. Dạ. Hãy đưa mọi người theo đường bí mật rời khỏi chùa ngay. Dạ. Xin chào ông bạn già của ta. Xin chào An Công Công. Bay đâu? Dạ. Lục xét khắp nơi cho ta. Dạ. Dạ bẩm Công Công, không có gì khả nghi. Vô lý. Chẳng lẽ chúng biến mất được sao? Ông bạn già của ta, tội phạm triều đình đâu? Bần tăng không biết. Không biết. Bức tượng bằng ngọc bích đâu? Đã bị kẻ xấu lấy mất rồi. Trộm lấy mất rồi. Bậc tu hành mà sao giọng ngữ? Chắc là trộm còn lẫn quẩn đâu đây. Quân. Dạ. Đốt chưa? Dừng ta lại. Dừng lại. Kìa, sao cô nương quay lại đây? Đại sư, con không muốn người vì con mà chịu tội. Vì con mà ngôi chùa Thiên Hóa tro tàn. Hay lắm. Xúc động quá. Bắt tất cả giải vào đại lao cho ta. Sư phụ, tại sao Lý Tướng Quân lại làm khâm sai đại la trong lúc gia đình con lâm nạn? Đó là cái bẫy của triều đình để hãm hại công quẩn mà thôi. Chị ơi, chị ơi, em sợ quá chị ơi. Chị, cầu mong sư huynh đừng có vào đây chị ơi. Em đừng sợ. Em ngồi tụng kinh như sư phụ thì em sẽ hết sợ thôi hà. Dạ. Sư huynh đến đâu đừng đến đây. Đến đâu đừng đến đây. Đến đây đừng đến đó. Đến đó chị ơi. Trời ơi, em giải lộn rồi chị ơi. Tiểu Tâm, con đừng quá sợ hãi. Dạ. Chị ơi, chị có sợ không? Chị cũng như em, sợ Lý Tướng Quân sẽ vào nơi đây. Thì mà cũng lạ, bị giam 2 ngày rồi, sao chúng ta không bị tra khảo, không bị bỏ đói? Tại sao vậy hả sư phụ? Con cứ ngồi tĩnh tâm, chuyện gì đến sẽ đến. Vạn Hạnh, ngươi có biết tội của mình chưa? Còn nhớ bức tượng này không? Tai mắt của ta có khắp nơi, không kẻ nào qua mắt được đâu. Tên quan đó đã bị ta nhốt trong một đời hành hình. Tội của ông cũng không nhẹ hơn đâu. Ê hạ gia lâm. Người con gái cầm đuốc đưa công quẩn ra khỏi hoàng cung 3 năm trước đâu? Người đẹp đứng kia đó bệ hạ. À, đẹp, đẹp lắm. Bệ hạ,
dài dò cũng được một vài trống canh. Hồn quân tàn bạo! Mì, mì dám gọi ta là hồn quân à? Quản rồi, quản rồi! Muôn tâu, xin bệ hạ đừng làm hại cô gái này. Nàng ấy rất giỏi y thuật, có thể trị hết bệnh cho người. Ta thà chết cũng không trị bệnh cho quỷ dương. Mang nó đi! Dạ. Xin bệ hạ khai ân, hãy tha cho nàng ấy. Hoàng thượng đưa nàng về cung, chứ có giết đâu mà ông sợ hãi. Xin bệ hạ hãy tha cho những người dân vô tội. Vô tội? Giết chết đàn hưu quý của ta mà làm vô tội à? Công quận đã tiếp tay cho bọn chúng, hắn coi ta không ra gì cả. Công quận lúc nào cũng tận trung với triều Lê. Lão Hoàng là sư phụ của hắn, chắc người biết không ít chuyện. Từ sau ngày cáo lão hồi quan, lão chỉ biết đến lời kinh tiên mộ. Còn lời sấm truyền thì sao? Trong dân gian tại sao lại có câu lý sẽ thay lê? Bần tăng không hề hay biết. Vì vậy mà công quận ngày càng coi ta chẳng ra gì. Hình như hắn đang chuẩn bị làm binh biến thì phải. Muôn tâu, xin bệ hạ đừng nghe những lời xàm tấu. Lão muốn ám chỉ điều gì? An công công, nếu như công quẩn thực sự làm binh biến thì sao? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Xin bệ hạ hãy an tâm. Ta đã chuẩn bị tất cả để chờ đón những hành động phản nghịch của hắn rồi. Không có gì, không có gì ta phải sợ hắn cả. Bệ hạ, bệ hạ, xin người hãy bớt giận. Ông là sư phụ của hắn, hãy khuyên hắn nên xử sự cho đúng phận bề tôi. Đừng manh tâm phản loạn, đừng tìm kiếm họa sát thân khi chống lại triều đình. Nhờ bệ hạ công đức cái ân, công quân ngày nay mới nên danh phận, vì thế nên luôn một dạ trung thành. Xin bệ hạ hãy ra tay, diệt trừ những mưu tính thâm sâu, những kẻ đang âm thầm phản loạn. Bần tăng vững lòng tin công quận là một trung thần. Ta từng tin như lời của lão quan, tin công quận là tráng anh kiệt. Nhưng tin đồn bấy lâu, vì thế nên ta không thể yên lòng, phải diệt trừ hậu quả về sau. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Muôn tâu bệ hạ, có Lý tướng quân xin vào ý kiến. Hắn đã tự dẫn sát đến, xin bệ hạ tiên hạ thủ di cường. Ngươi không được manh động, hãy chờ lệnh của ta. Bệ hạ, bao giờ ta đập ly rượu thì ngươi sẽ hành động. Hổ vệ quân, dạ, tất cả hãy vào vị trí chờ lệnh. Dạ. Cho mời Lý tướng quân vào. Dạ, thần điện tiền chỉ huy sứ Lý công quận xin ra mắt bệ hạ. Khanh xin ý kiến trẫm có chuyện gì không? Muôn tâu, xin bệ hạ hãy tha chết cho những người dân vô tội trong vụ án đàn hữu bị chết. Cả bọn chúng đều đáng chết. An công công, nếu bệ hạ ra lệnh giết những ai có liên can đến cái chết của đàn hữu thì phải giết hết tất cả triều thần, vì tất cả chúng ta đều có tội. Người đang buộc tội ta đó sao? Muôn tâu, thần liều chết để nói lên sự thật. Nói đi. Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ còn nhớ trước đó có một đàn sói
chúng luôn rượt đuổi để ăn thịt đàn hươu. Ta đã ra lệnh cho quan quân thành Đại La giết hết đàn sói ấy rồi kia mà. Khi đàn sói chưa bị tận diệt, những con hươu đầu tiên bị chúng săn được là những con yếu ớt, bệnh tật, không theo kịp đàn. Khi đàn sói chết, những con yếu ớt đó được bình yên để truyền giống, và hậu quả là bệnh tật lây lan cho con cháu của chúng. Lại thêm thời tiết quá nóng nên đàn hươu mới diệt vong. Ý khanh muốn nói chính vì ta ra lệnh săn đuổi tiêu diệt đàn sói đã vô tình để lại những con hươu yếu đuối bệnh tật. Hỗn láo! Hắn dám ám chỉ bệ hạ! Công công, nếu người nói thêm lời nào thì đừng trách ta. Bệ hạ, đừng nghe hắn nói bậy. Từng câu từng lời hắn đều ám chỉ bệ hạ. A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. Đấy chính là câu chuyện của tự nhiên. Đêm qua ta thấy một giấc mơ lạ. Lão sư có thể giải điềm chiêm bao cho ta không? Xin bệ hạ hãy nói ra, bần tăng biết đến đâu sẽ nói đến đó. Ta thấy mình đang ăn một trái khế, nhưng lại bị mắc nghẹn bởi hạt của nó. Điều lạ hơn hết là khi ta lấy được hạt ra thì đó không phải là hạt khế. Không phải là hạt khế? Vậy là hạt gì, thưa bệ hạ? Hạt mận. Mận? Mận tức là lý. Vua nuốt lý mắc nghẹn là điểm gì hỡi hòa thượng? A-di-đà-phật. Có phải điềm báo sẽ có ngày họ Lý sẽ thay thế họ Lê ta? Hình như điện tiền kỷ quy sứ cũng mang họ Lý. Vậy thì đem tất cả những ai mang họ Lý ra giết hết cho ta. Tâu bệ hạ, công quận không mang họ Lý. Sao? Công quận không phải họ Lý à? Tâu bệ hạ, công quận người làng cổ Pháp, là con nuôi của thiền sư Lý Khánh Văn từ năm 3 tuổi. Thân sinh ra công quận, nhà nghèo khó, đi làm ruộng thuê ở chùa Tiêu Sơn, phải lòng một tiểu nữ rồi nàng có mang. Nhà sư lúc ấy thấy vậy mới đuổi đi nơi khác. Hai vợ chồng đưa nhau đi đến chỗ rừng bán, mỏi mệt ngồi nghỉ mát. Chồng khát nước xuống chỗ giếng giữa rừng uống nước, chẳng may xảy chân chết đuối. Vợ chờ lâu không thấy, đến giếng xem thì đất đã đùng lấp giếng. Khóc lóc một hồi rồi vào ngủ nhờ ở chùa Ứng Tâm gần đó. Đêm đến hạ sinh ra công quận. Thiền sư Lý Khánh Văn nhận công quận làm con nuôi nên công quận mới mang họ Lý. Thưa bệ hạ, xin người đừng nghe những lời nói dối trá của lão hòa thượng. Lão ta muốn bảo vệ Lý công quận cho nên ta tự biết sẽ làm gì. Dạ bẩm bệ hạ, cô gái ấy. Nó làm sao? Nó biến mất à? Dạ, khi đi ngang qua chuồng hổ, nàng ta nói thà làm mồi cho hổ dữ còn hơn đối mặt với quỷ dương. Rồi bất ngờ nàng ta lao vào. Dạ, xin công công tha tội. Khốn kiếp! Mô Phật, hôn quân tàn bạo. Công công, dạ, giết chết tên hòa thượng trẻ tuổi ấy cho ta. Quân, dạ, lôi hắn ra ngoài, lấy miếng róc từ trên đầu róc xuống, mạnh tay lên. Nếu đầu nó không té máu thì đầu chúng mày sẽ không còn. Theo tâm con, con không sợ. Sư phụ đừng lo, bây giờ thì con không sợ nữa. Tiểu tâm. Sư phụ, con xin người mình, con chết đi con chẳng sợ gì.
cõi dương trần hành hình. Con ơi, mang xác tiểu hòa thượng dứt vào rừng sâu. Hồi cung bệ hạ, ta nói ngươi có nghe không? Lệnh bệ hạ, hồi cung. Vì ta, tại vì ta mà nàng và tiểu tấm lại chết thảm thương như vậy. Sư phụ ơi, con phải làm gì đây hả sư phụ? Ẩn nhẫn đợi thời cơ. Nhưng đến bao giờ, đến bao giờ con không thể nào chịu đựng được nữa. Hãy nghĩ đến đức hiếu sinh của nhà Phật mà coi mọi chuyện như không. Sống gửi tháp về, con đừng bận tâm. Hãy nghĩ đến muôn dân còn lâm vòng đảo điên. Sư phụ ơi, con không thể lặng nhìn, nhìn nhà vua hành xử bảo tàng. Con nghĩa gì đâu một chiếc ngai vàng. Tội ác này là nhắm vào con. Trong tâm con đã rõ, thầy hiểu lòng con đang đau đớn khi phải chứng kiến những người thân lần lượt ra đi về cõi xa. Sẽ không vô nghĩa đâu con. Đây là những dấu sâu của một thời tăm tối. Hãy nén niềm đau nhìn về phía trước, vẫn còn đang trong cánh mịt mờ. Con nghe nát tim, con nhìn tiểu tâm đau lòng quốc hận ngập.
ta mà quy mang, ân tình nàng ta ghi mãi trong tim. Nàng sẽ là ánh đuốc trong đêm, soi đường chỉ lối ta đi tìm bình minh. A Di Đà Phật. Dám đến gần ta? Long Định, không nhìn ra ta sao? Giọng nói này sao nghe thân quen quá. Đã lâu rồi huynh đệ chúng ta không gặp nhau. Hoàng huynh! Đúng, ta đã bị người cướp ngôi rồi giết chết ta. Đem xác nơi giữa sân chiều, quan hồn giấc dưỡng hận thù không tan, ta trở về đây. Muốn hỏi ngươi rằng ta gây chi nên tội, ngươi giết ta cho đành. Dù sao cũng nghĩa tình đệ huynh, sao ngươi nỡ nhẫn tâm? Tại sao vội vua không có đệ mà lại là huynh đệ chẳng cam tâm? Việc giết hay giặc mà ngươi nỡ giết ta, còn dám gọi ta là phụ hoàng sao? Suốt đời ta chinh chiến nơi xa trường, đầu đổi trời, chân đạp đất, vậy mà ta lại sinh ra mi một đứa con lòng lang dạ thú, dám giết chết anh ruột của mình. Kẻ nào chống lại con sẽ giết kẻ ấy. Vì vậy ngươi đã trở thành một bảo chúa, mà ngàn đời sau nhân gian còn nguyện rủa lưu truyền. Tìm thú vui trong cách giết người, lòng giả quá bảo tàng, chẳng khác loài sói lang. Ta nhận ngôi báo từ nhà đinh, nằm thấy ác mộng nữa sao? Ta đã nhìn thấy tiên dương. Muôn tâu, đó chỉ là giấc mộng. Quân đâu? Gọi công quẩn vào gặp ta. Muôn tâu bệ hạ, người dân đi kính cổng hòa thành, họ đòi thả sứ giảng hạnh về những người dân vô tội. Bọn chúng dám làm phản sao? Thưa bệ hạ, xin người hãy ra lệnh giết hết bọn chúng. Lệnh ta hãy thả
Bẩm hoàng thượng, con họ ngày một chiến thắng công thành, họ la hét đòi gì? Đòi tiêu diệt Khôn Quân. Họ lao âm mưu của Lý Công Nghĩa và Đào Tam Mộc, xin bệ hạ. Đã đến giờ kết thúc của ta rồi chăng? Bệ hạ, xin người hãy hành động. Không, những ngày cuối cùng của ta, ta không muốn thấy sự đổ máu. Bệ hạ, người đã hoảng loạn rồi sao? Quân, và mang công công vào đại lao cho ta. Bệ hạ, sao người lại bắt giam lão thần? Hắn đi. Sao người lại giam lão thần? Sao lại giam lão thần? Dạ, thần Lý Công Quận xin chờ nghe lệnh dạy. Hãy đến gần bên ta. Bệ hạ, thần không dám. Khanh sợ ta ám hại khanh à? Bẩm, Công Quận không có ý này. Chỉ nhận thấy mình là tôi thần nên không dám đến gần bậc đế vương. Kề đêm ta thấy khanh không màng sống chết, ôm xác hoàng huynh ta giữa triều đình. Ta đã thầm trao cho khanh tấm thẻ bài lưỡng tử rồi. Bệ hạ, Công Quận cảm thấy mình đã được nhiều ân sủng của người. Không đâu, đã có lúc ta định giết khanh. Quân sự thần tử, nếu đó là ý muốn của người, thần đã quen bao lần đối mặt cùng cái chết. Ta nhìn thấy điều đó trong con người khanh nên ta đã dừng tay lại. Ta giết người không phải vì ham giết chóc, mà vì ta thích nhìn người khác sợ. Ta giết hoàng huynh, giành lấy ngôi báo khi mới 20 tuổi. Ta đã ban cho những phi tần của phủ hoàng những cái chết thê thảm. Ta đã làm cho triều đình mất đi những nhân tài. Tất cả chỉ vì ta muốn nhìn người khác sợ. Bệ hạ, có phải người đang hối hận vì những việc mình đã từng làm? Dân chúng gọi ta là Hôn Quân. Không, ta rất ghét nghe hai tiếng đó. Ta không muốn người đời sau gọi ta là Hôn Quân. Điều đó người không thể cản ngăn được. Vì gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Mạng sống của ta giờ như ngọn đèn lập lòe trước gió. Có phải chăng đây là những giây phút cuối cùng của cuộc đời ta? Ẩn hiện chập chờn hình giống như phụ hoàng ta.
là một ánh sao đêm. Giờ đây ta càng thấy rõ những việc làm trước đây của mình sao ngu xuẩn quá. Nếu như ta có thể bắt đầu làm lại thì ta sẽ không giết chết anh ta đoạn tuyệt chớ thâm tình. Khi hành sự, tất cả đều do tâm mà ra. Tốt cũng do ta, xấu cũng do ta. Nếu bệ hạ sớm biết được điều này thì đã là đại phúc cho muôn dân. Ta biết khanh thừa sức làm binh biến để lật đổ ta, nhưng khanh không làm điều đó vì bản tánh của khanh không giống ta. Khanh không muốn làm kẻ cướp ngôi giống ta, đúng không? Thần không muốn bạo lực vì nó sẽ gieo mầm cho cái ác sau này. Rồi đây đời sau sẽ nghĩ về ta như thế nào? Con cháu đời sau sẽ nhìn thấy cái xấu lẫn chút gì đó tốt đẹp của người. Người mong cũng không được, mà không mong cũng không được. Công quận, nếu ngai vàng này ta truyền lại cho khanh, chiếc ngai vàng này không phải tạo ra cho một riêng ai, người dân sẽ tìm đúng người để trao ngôi báu. Mong rằng họ sẽ tìm được người tài đức, coi như đó là hành động dũng cảm cuối cùng để lấy lại phần nào lòng tự trọng.
triều Lê trong quá khứ để chuộc lại những gì mà ta đã gây ra cho đất nước. Mong rằng họ sẽ hiểu được sự hối hận trong ta lúc này. Đừng bao giờ đi vào lối mòn của ta. Trời mưa. Dạ không, trời đang sắp mưa. Ta có kịp không? Ta có kịp làm đúng ý trời không? Công quận, ta muốn. Trời mưa, trời đã mưa rồi. Đến đây á mà cúng xong á ta sẽ trả về. Dạ dạ, phần trái cây này là của tôi à, con gà này là của tôi có làm dấu đó, nhất định cúng xong á quan phải trả về cho chúng tôi chứ. Đương nhiên rồi. Ủa sao hết vậy trời? Trời ơi, các bà từng mệnh danh á là vợ của bá hộ, sao chỉ có bấy nhiêu đây? Còn gì nữa, sao không bê ra hết đi? Chúng ta cầu mưa thì phải bằng lòng thành chứ. Hạn hán kéo dài, từ vợ bá hộ xuống thành bá dơ, lòng thành cũng phải teo lại chứ. Còn cái bà kia làm gì ở đó? Có đem lại gì cúng không? Đại quan à, cả cái số bánh này á, nếu có bán hết cũng chỉ đủ nuôi sống cả cái nhà con. Nửa ngày tôi xin đại quan. Bà đừng có lộn xộn, làm quan bận rộn. Xin đại quan thương tình, cũng xong cho đêm về. Đương nhiên rồi, các ngươi không tin ta, chỉ cần cúng xong á, ta sẽ trả lại hết. Quan nói thì phải tin chứ. Thôi, về đi. Khi xong việc á, ta cho người mang tới nhà mà trả, được chưa? Mọi việc đã xong hết rồi chứ? Dạ, đã xong. Ngài xem hạ quan lập đàn cúng trời cầu mưa có quy mô không? Người sắp xếp cũng tài lắm đó. Dạ, được đại quan dặn dò trước, chúng tôi nào dám khinh suất. Bệ hạ, giờ lành đã đến, mời bệ hạ thắp nhang. Ta thật không ngờ, một nơi được mệnh danh nghèo nhất kinh thành, nắng hạn lâu ngày mà lại có cuộc sống sung túc đến như vậy. Dạ bẩm, hạ quan nào có tài cán gì, chẳng qua là người dân nơi đây ý thức được dẫn nước nên sống cần cù, chịu khó, biết dằn dụm. Họ nghĩ sống với triều của Tân Dương là phước phận trời ban, nên người người nhà nhà ra sức tăng gia làm giàu với mà. Dạ, bệ hạ đã đi thị sát một vòng đã thấy rồi đó. Kinh thành tuy có nghèo nhưng không nghèo lắm. Bệ hạ cùng chúng thần quyết tâm thì chuyện canh tân lại đất nước chỉ là một sớm một chiều thôi. Trẫm cũng tin là như vậy. Bệ hạ vốn là con nhà Phật, với chân mạng thiên tử, dân chúng đầy lòng thành, nhất định trời sẽ không hạn lòng. Dạ, mời hoàng thượng. Hạ quan tin trong ngày nay sẽ có mưa to. Các ngươi định đưa ta đi đâu đây? Hỗn láo, tại sao ngươi gặp hoàng thượng mà không quỳ?
ông ấy không phải là hoàng thượng của ta. Khí quân! Đào tướng quân! Bẩm hoàng thượng, quân lính đang áp giải An Công Công Lưu Đài ra biên ải. Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối! Người muốn ám chỉ điều gì? Dưới bông tôi của vua Lê, tất cả đã trở thành nếp rồi. Làm sao dân chúng ở nơi này có thể có một cuộc sống sung túc đến như vậy được? Dạ bẩm bệ hạ, hạ quan có lỗi, xin người hãy thứ tha. Ta đã biết việc này từ đâu rồi. Các ngươi có biết vì sao ta biết không? Ngày xưa ta đã từng đóng quân nơi đây. Năm đó dân chúng được mùa, vậy mà cái ăn còn chẳng no lòng. Ta từng xuất quân lương giúp họ, nói gì hạn hán như hôm nay. Thưa bệ hạ, xin người tha tội, tất cả chuyện này do thần sắp đặt. Thôi đủ rồi, đành đừng nói thêm gì. Thần làm vậy vì sợ người lo ngại. Ta thật không thể nào hiểu được, trong khi ta tìm cách cân bằng đất thì các anh lại làm quan sống lên. Tình đô này đã biến thành chuyện mù, bạn nhân chịu cũng không thể xóa được đâu. Thần dư sẽ dẫn dắt mọi người tìm ra ánh sáng con đường của tương lai. Chỉ bằng một vài người như các ngươi thôi sao? Chỉ sợ đôi mắt đa số họ và một phần các ông không quen với ánh sáng đó. Cả triều thần sẽ giúp Tân Dương phục hưng dân tộc, nhưng ai cũng biết ông mù nhìn là do con người làm ra. Ngươi định ám chỉ gì? Trên thửa ruộng của chủ ta, ông mù nhìn được các ngài làm bằng những cành tre nhỏ. Da thịt ông làm bằng những cọng rơm vàng của mùa vụ trước. Tấm lá sen tàn làm nón cho ông đội. Còn khuôn mặt ông không sao phân biệt nổi đâu là mắt, đâu là mũi. Còn người cắm ông vào giữa thửa ruộng của chủ ta, thế là suốt ngày đêm ông đứng đó, cho tới khi ông ngã lăn ra, người ta sẽ thay bằng một ông bù nhìn khác. Cứ thế. An Công Công, người xưa kia dựa vào hồn quân, một tay che trời, mị tưởng Tân Dương cũng như vậy hay sao? Ông bù nhìn chỉ xua đuổi những đàn chim ăn lúa, nhưng làm sao ông xua đuổi được những đàn ươm đẻ? Điều gì sẽ xảy ra với thửa ruộng của chú ta sau này? Lòng nhân của Tân Dương sẽ làm hưng thịnh cả giang sơn. Những con bướm đẹp đã đẻ đầy ấu trùng vào những chiếc lá úa, chúng biến thành ấu trùng, ấu trùng thành sâu cắn lúa rào rào, đâm lúa chết. Sâu biến thành bướm, bướm nhỡn nhơ. Mì tưởng ai cũng sâu dân mọt nước như ngươi sao? Loài người đáng yêu như các ông thì ít, nhưng loài người đáng ghét như ta thì đầy ra đó. Ai giết hết được nào? Ta làm được. E là khó lắm. Ta không tin Tân Dương có bản lĩnh đốt cháy cả cánh đồng trồng lại mùa vụ mới. Nếu có thì ta cam đoan những kẻ làm ra ông bù nhìn sẽ thay thế bằng một ông bù nhìn khác. Đừng suy bụng ta ra bụng của mình, thì hãy đánh cược với ta nào. Quân đâu? Giải hắn ra pháp trường. Thôi được, thì hãy đánh cược với ta ở Diêm Dương vậy. Công quận, ta chờ ngươi. Đưa đi. Khoan đã, đưa hắn trở về Đại Lao. Thưa bệ hạ, hắn đã nói bừa, chỉ muốn kéo dài mạng sống thêm thôi. Dẫn cho hắn sống đàng hoàng. Loại người này khi đánh mất quyền lực, nghĩa là đã tự kết liễu đời mình rồi.
Hắn nói cũng không sai. Đó là những hậu quả của vua trước để lại, khó mà giải quyết một sớm một chiều. Bên ngoài hạn hán khiến dân tình lầm than, bên trong thì quan lại chỉ biết lo cho lợi ích của mình. Tâu bệ hạ, bệ hạ quan tâm làm gì lời nói của kẻ tiểu nhân? Nói chuyện với chúng chỉ bằng gươm giáo. Ta không muốn hở ra là rút kiếm. Nếu vậy thì sự cai trị của ta có khác gì Lê Ngọa Triều trong quá khứ? Nguyệt Nương ơi, ta đã trở về đây. Thành Đại La nơi ngày đầu mình gặp gỡ, cùng trao nhau nỗi niềm trăn trở, cùng chung lòng xây dựng lại giang sơn. Người thủy chung cùng nhau nơi đây.
sơn cường thịnh là nhờ vua sáng suốt, nghiệp lớn vững bền là do ở lòng dân. Chàng hãy nhớ câu dân di quý, chàng ơi đừng nghĩ mình làm vua rồi coi thường trăm họ. Mọi suy nghĩ hành động đều xuất phát từ ba tâm: thề thiết tình, đại nghiệp sẽ vững bền. Dù giờ đây thân xác không ở bên chàng nữa, nhưng hồn thiếp luôn sống bước cùng ai. Hãy hứa với thiếp chàng sẽ là gì nương. Ta mang ơn mảnh đất này đã sinh ra một bông hoa như nàng. Ta có phước được làm bạn với nàng, nhưng ta thật là bất hạnh khi không có nàng bên cạnh. Nơi đây không chỉ có một bông hoa là thiếp, mà sẽ là cả một vườn hoa. Thiếp được làm con dân của Đại La là một phúc phận lớn của mình. Đại La, xem ra khắp nước non ta, nơi đây đúng là thăng địa, nơi đây mới là trung tâm trời đất, không có nơi nào đẹp hơn. Bệ hạ nhìn quả không sai, nơi đây mới đúng là kinh đô bậc nhất của đế vương ngàn đời. Thiếp xin cáo biệt. Nguyệt nương, Nguyệt nương, nàng đừng bỏ ta. Nguyệt nương, Nguyệt nương, thiếp luôn mãi mãi bên chàng. Nguyệt nương, nàng là bóng hình, là giấc mơ, hay chính là lương tâm của ta, là đối thoại trong tâm hồn ta, để ta biết nhìn lại mà thấu suốt con đường đi sắp tới. Xin bệ hạ hồi cung, nước không thể một ngày vẫn vua. Xin bệ hạ hãy lấy việc nước mà làm trọng. Chính vì lấy việc nước làm trọng nên ta mới đi chuyến này. Nhưng bệ hạ đã vắng hoàng cung 3 ngày rồi. Mất 3 ngày để có 300 năm hay 3 vạn năm cũng đáng lắm. Nước đất cầu mưa, mưa thúi cả đất, cả nhà 10 người chúng tôi biết sống sao qua trận này. Mưa lớn quá, mưa suốt 2 ngày liền, người dân mang tiếng sống kinh đô mà sao cơ cực. Đúng là nạn hồng thủy mà, chưa từng thấy trận mưa nào to như trận mưa này. Mưa suốt cả ngày đêm không ngừng nghỉ, ruộng nương bị úng hết. Nhưng mà nhà của con cũng bị ngập, con cái con còn nhỏ, nhà con không còn gì ăn, đêm nằm không có mền để đắp. Đại nhân ơi, xin hãy giúp giùm cho con. Trên đường làm rẫy về, con của con. Con của chị bị sao? Con của con đã bị dòng nước cuốn ra kia kìa. Nhưng tìm vua mới là quan trọng. Đoàn tùy tùng đón vua về, kẹt phải trận mưa to, nhà vua lạc trong biển nước rồi biết không. Đại nhân, nhà của đại nhân ngập rồi. Cái gì? Mau mau triệu tập mọi người lo dinh của thao trước. Nhanh lên. Trời ơi, tất cả đã đi hết rồi. Con ơi, con của mẹ ơi. Con của chị đây. Con tôi. Bệ hạ, may quá, gặp được người đây rồi. Kiểu đâu. Không cần lo cho ta, đưa mẹ con đứa bé về tận nhà. Trời ơi, nhà vua đã cứu mẹ con tôi. Dạ, con đội ơn đức vua. Các anh hãy tập trung quan lính lo cứu dân lành. Tình hình dân chúng ra sao rồi? Vua bệ hạ, trận mưa này lớn vô cùng, đã phá hủy phần lớn hoa màu của người dân. Tại sao không mở kho lương phát cho họ ngay? Dạ thưa, đây là chuyện lớn. Nạn đói coi như đã giải quyết, nhưng do nước ngập, gia súc chết, không xử lý kịp sẽ gây mầm dịch lớn. Ta biết rồi, nếu để chúng lan qua những vùng khác thì nguy lắm. Lệnh ta truyền,
Nếu vùng nào xảy ra nạn dịch, để hết chức quan lại địa phương, khen thưởng cho vùng nào khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân sớm nhất, thần sẽ ban lệnh đến các địa phương ngay. Chỉ một trận mưa mà kinh thành Hoa Lư đã chìm trong biển nước, thì làm sao có thể đảm đương sứ mệnh lịch sử ngàn đời. Đến gặp trầm muốn trình báo chuyện gì? Muôn tâu, bệ hạ đã lên ngai hai mùa trăng rồi, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa đặt niên hiệu. Ta biết. Từ xưa đến nay, khi xong lễ đăng quang là nhà vua phải đặt niên hiệu cho triều đại của mình. Những gì tên công công đó nói và trận hồng thủy vừa qua, ta không có ý định tiếp tục đóng đô ở Hoa Lư. Bệ hạ, đây là chuyện vô cùng trọng đại. Chính vì trọng đại nên ta cứ bâng khuân. Nhưng ta nghĩ chuyện lớn hay chuyện nhỏ là do tâm mình mà thôi. Muôn tâu, thần không hiểu ý của bệ hạ. Bây giờ khanh hãy nhắm mắt lại đi. Vâng. Thần nhắm mắt rồi đây. Bây giờ khanh hãy xây cho ta một hoàng cung bằng trí tưởng tượng của khanh. Thưa, xong rồi. Bây giờ khanh tạo cho ta một sợi lông bằng trí tưởng tượng của khanh đi. Thưa, thần đã tạo xong. Vậy thì khanh hãy mở mắt ra đi. Bệ hạ, như vậy là sao hả bệ hạ? Khanh thấy đó, khanh xây cho mình một hoàng cung rộng lớn bao la, bằng với việc tạo ra một sợi lông bé tẹo, cùng đúng một thời gian như nhau. Cho nên cái tâm con người là vậy, khi lớn khi nhỏ là do ta, tất cả là do ý chí con người. Dù chuyện khó khăn vượt qua thì sẽ được. Dạ muôn tâu thần hiểu sâu, nhưng việc dời đô không thể xem thường bệ hạ, cần phải cân nhắc nhiều hơn. Đào Cam Mộc, dạ có thật. Có phải trong lòng khanh luôn nghĩ chính nhờ khanh mà ta mới có ngôi vua này, có phải không? Tâu bệ hạ, nếu khanh nghĩ vậy thì khanh lầm rồi. Đối với ta, sự hạnh phúc của muôn dân quý hơn ngôi báo này, khanh biết không? Bệ hạ, tại sao người có thể nghĩ về thần như vậy? Nhưng đó là sự thật. Trong lòng của hai chúng ta ai cũng hiểu, có sự đổi thay của ngày nay, khanh là người đi trước. Nhưng không vì thế mà thần có thái độ bất kính với người. Thần luôn giữ đạo bề tối một lòng chung hiếu. Những gì thần nghĩ thần làm đều vì bệ hạ, vì muôn dân cần một anh vương hồng. Thần hiểu được sự tài ba đức độ nên thần cảm phục người thần cái lòng. Thần đã là người đi đầu trong việc đổi thay triều đại, tan mây mù để tìm lại bình minh. Đối với ta, khanh đã từng đặt trọn niềm tin, thì hãy vững lòng tin cùng ta tiến bước. Nhưng đây là sự việc vô cùng trọng đại, chỉ một nước cờ sai sẽ sụp đổ cả công trình. Thần đã hết mình vì non vì nước, đến đâu còn nghĩ đến thân, được nhìn thấy đất nước ngày càng vững mạnh. Nhưng đi hướng nào là do người quyết định, thần xin được cùng người chèo chống phong ba. Khanh hãy an tâm, ta
sẽ không làm Khanh thất vọng. Ta muốn trên dưới đồng lòng cùng ta dời đô đến Đại La. Ta mong Khanh hiểu rõ nỗi niềm của ta. Thôi Khanh lui đi. Thần xin cao lui. Ta không tin Tân Dương dám đốt cháy cả cánh đồng để trồng mùa vụ mới. Nếu dám, chỉ e những người làm ra ông bù nhìn sẽ thay bằng một ông bù nhìn khác. Không, không. Bệ hạ, sao người còn do dự với quyết định của mình? Dân đang cơ cực, dời đô thì tốn kém quá. Đó chỉ là nhất thời thôi. Nơi nào vua ở thì ở đó cũng chính là dân ở. Chọn một nơi làm kinh đô mới để tính kế lâu dài cho con cháu và bá tánh ngàn đời, đó mới là thương dân sâu sắc nhất. Nguyệt Nương, ta cùng một suy nghĩ với nàng. Nhưng còn triều thần bá quan, quyền lợi của họ ở Hoa Lư đã cắm rễ lâu bền. Làm sao để họ không nghĩ đến quyền lợi trước mắt cùng ta dời đô đến Đại La? Thưa, Trung là cái gốc lớn của thiên hạ, Hoa là cái đường suốt của thiên hạ. Thiên hạ không phải là quyền lực của một vài người. Làm được tột mức cái Trung và cái Hoa thì trời đất đặt đúng chỗ, vạn vật sinh sôi nảy nở. Nàng phân tích rất đúng. Trong trời đất nước Việt ta, không đâu là điểm tựa như đất Đại La. Đó là lý do mà xưa kia Cao Biền từng chọn Đại La là nơi tính kế ngàn đời. Chúng thất bại vì chúng là quân xâm lược. Còn chàng, trời đã sẵn dành nơi đó cho chàng. Trẫm cũng có ý nghĩ này. Bệ hạ, người hãy dựng tinh lên, dựng tinh lên. Nguyệt Nương, Nguyệt Nương ơi, trời đã sáng rồi, thiếp phải đi đây. Có lẽ đây là lần cuối cùng hai ta gặp lại như thắt lại.
công quận. Kìa sư phụ, sư phụ đến đây chắc là Đào Khanh Gia làm phiền người rồi. Nghe Đào đại nhân nói hoàng thượng có ý định dời đô, con muốn biết ý kiến của sư phụ như thế nào, người có thuận ý hay không? Công quận, chuyện này rất trọng đại, nó có thể là quyết định sáng suốt để đi đến những thay đổi tốt, nhưng cũng là... Sư phụ, xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh đã 5 lần dời đô, rồi nhà Chu đến vua Thành Dương cũng đã 3 lần dời đô, cho nên dẫn nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Con đã chọn được nơi nào chưa? Trận Lục vừa qua đã minh chứng, kinh đô này đã làm tròn bổn phận giữ nước bao năm qua, nay đã không còn thích hợp nữa. Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Dương ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông giữa núi, địa thế rộng mà bằng phẳng, đất đai cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cảnh thống khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp nước Việt ta, chỉ nơi đây là thắng địa, thật là chốn tụ hội trọng yếu của 4 phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Con tin chắc mình sẽ làm đúng chứ? Con tin rằng đây là ý nguyện của hồn thiên sông núi, của bá tánh trao sứ mạng cho con. Thưa bệ hạ, nếu muốn thay đổi, bệ hạ có thể xây dựng lại trên cái nền cũ, như vậy sẽ tốt hơn, không phải tốn kém ngân lượng khi vật đổi. Xin người hãy suy nghĩ lại về ý định dời đô. Phải đâu các vua đời tam đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời, chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, trên dân mệnh trời, dưới theo ý dân, thấy tiện mới đổi. Bệ hạ, xin người suy xét lại. Trong thời gian qua, biết bao đau thương thống khổ xảy ra ở nơi này. Vua ngõa triều quan dâm, hiếu sát, thích bài trò quái đản, róc mía trên đầu nhà sư, bắt tù phạm ném vào chuồng cọp đói, để thấy máu đổ làm vui. Trăm họ phải hao tổn, muôn vật không được thích nghi. Trẫm rất đau xót về việc đó, nên không thể không dời. Mỗi lần nhìn lại khung cảnh này, nhớ lại thời gian qua, thần cũng rất là đau xót. Vậy là Khanh đã hiểu cái gì đã làm cho trẫm rất đau xót, và trở thành nguyên nhân trẫm quyết định dời đô. Phải, không thể không dời đổi. Kinh đô Hoa Lư đã làm tròn nhiệm vụ giữ vững đất nước trong thời gian qua, nay ta muốn mở đầu khai sáng một triều đại mới, các khanh hãy hiểu cho lòng ta. Cảm ơn ba quan đã hiểu thấu lòng ta. Khi ta lên ngôi, ta muốn bắt đầu cuộc đại phục hưng dân tộc, vì vậy phải dĩ định quyết cư ở Đại La. Thưa bệ hạ, nếu người đã quyết định dời đô, tại sao không dời về cổ pháp quê hương của người mà lại là Đại La? Kinh đô Hoa Lư là kinh đô của một dòng họ, còn Đại La, nơi ấy rồi đây sẽ là kinh đô của trăm họ. Ta muốn thay đổi cái không tốt thành một điều tốt. Còn nếu dời về cổ pháp thì chẳng phải ta đã thay một điều riêng tư bằng cái riêng tư khác hay sao? Hoàng thượng anh minh. Cho nên chẳng muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở, các khanh nghĩ thế nào? Tâu bệ hạ, tại sao lại là Đại La mà không phải ở một nơi nào khác? Đó mới là nơi đủ tiền đề để mở mang, đủ sức phát triển bền vững đến muôn đời. Ta đã toan tính trù liệu hết rồi, và quyết tâm sẽ làm cho bằng được. Các khanh an lòng chớ quá lo âu, hãy tin tưởng ta, vua tôi cùng hợp lực xây dựng cơ đồ thiên thu vạn đại, để lưu truyền cho con cháu mãi sau.
nhìn ánh mắt tin anh của hoàng thượng và niềm tin sẵn ngời trên nét mặt, với lập luận thật vô cùng vững chắc, đã thật sự thuyết phục Bần Tăng về quyết định lập kinh đô mới. Bần Tăng xin mọi người hãy dựng tin những gì Tịnh An Công Công ý nói, cứ cạnh tranh mãi trong lòng của thần đây. Nơi kinh thành dùng đất Hoa Lư đã có quá nhiều những tiếng quán thang, về Đại La để làm lại từ đầu, tịnh đô muôn đời cũng là việc anh minh. Chúng thần một lòng tin vào quyết định của người. Còn Tịnh An Công Công, bệ hạ định đoạt như thế nào? Giết hắn cũng không có lợi gì cho đất nước. Thôi bằng tha cho hắn, để hắn tận mắt chứng kiến những thay đổi to lớn trên đất nước này. Hoàng thượng thật nhân từ. Tất cả đồng tâm hiệp lực, trên thuận dưới hòa, ta tin chắc rồi đây, kinh đô mới sẽ là niềm tự hào ngàn đời cho đất nước. Lệnh chấm truyền, mùa xuân tới, chúng ta sẽ dời đổ ra thành Đại La. Hoàng thượng vạn tuế. Vạn vạn tuế. Đại La bát ngát nhìn thấy chân trời, hoàng thượng thật nhìn xa trong rộng. Trời hôm nay trong sáng lạ thường, chứng tỏ oai linh của hồ thiên sông núi đất trời như đã minh chứng cho tấm lòng của hoàng thượng. Nhân ngày lành tháng tốt, vua tôi chúng ta đặt chân đến đất Đại La, xin hoàng thượng hãy đặt niên hiệu cho mình. Nay chúng ta đặt chân đến kinh đô mới, chẩm xin được lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Hoàng thượng vạn tuế. Vạn vạn tuế. Nơi này là kinh đô của Đại Cồ Việt ta, là nơi phát huy sức mạnh của toàn dân tộc. Ta đã nhìn thấy kinh đô sẽ ngàn đời đứng chân trên mảnh đất này, chống ngoại xâm, mở mang bờ cõi, viết nên những trang sử huy hoàng vạn thuở. Cần phải có một cái tên uy dũng hơn để vươn lên, để đưa nước Đại Cồ Việt của chúng ta bay cao, bay xa đến vạn đời. Ta muốn đổi tên thành Đại La. Kìa, các khanh có nhìn thấy gì không? Ánh cầu vồng bảy sắc như dáng rồng xuất hiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.